Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với trung tâm Java Master. Thì trong buổi học ngày hôm nay thầy sẽ cùng với các em đi tìm hiểu về number trong JavaScript. Thì number là một class cũng như chúng ta nói về một số hàm phổ biến của number trong JavaScript chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta tính toán hay làm việc với thằng JavaScript này. Thì ở đây thầy sẽ mở Visual Studio Code lên, thầy sẽ tạo một cái class mới đặt tên là number.html và cấu trúc cho cái file này thầy copy thằng file HTML khác qua và thầy xóa hết cái bên trong này đi thì đây sẽ là number thì number trong h javascript nó sẽ có một cái class là number và ở đây các bạn thể in ra giá trị là max ở đây các bạn thể in ra max value và min value để xem giá trị lớn nhất của nó là bao nhiêu đúng không đây thì number trong javascript thì nó là 64 bit thì ở đây thầy có thể in ra min để xem giá trị của nó là bao nhiêu đấy thì các em có thể open cái file html này với chrome và chúng ta sử dụng trình uh, uh, debug của chrome để chúng ta xem kết quả thầy sẽ f12 đây xem màn hình console đúng không thì các em thấy đây nó sẽ in ra cho thầy kết quả là min và max của number trong script. ở đây thì cách khai báo number các em học rồi giả dụ va x bằng 10 như này hoặc là va y bằng 10,5 và va tổng x cộng y thì lúc này nó sẽ cộng cho thầy và cần số lốc ra tổng đấy Các em thấy đây 20,5 đúng không ở đây thì khi chúng ta giả dụng thầy va z cộng hai số thực đúng không giả dụ va z bằng 10.6 chẳng hạn và thầy có cần số lốc là x y cộng với z như này đấy bây giờ thầy sẽ refresh thì các em thấy đấy đây, 21.1, ok chưa? Thì đấy là cách mà chúng ta cộng các số trong JavaScript. Ngoài ra ở đây, giả dụ bây giờ thầy có một cái thằng Trinh thì trong uh, JavaScript thầy có một cái Trinh S chẳng hạn giả dụ bằng 10. Bây giờ giả dụ nếu thầy cộng cái, uh, bây giờ thầy cộng Trinh với số, với number thì theo các em nó sẽ ra cái gì đúng không? Ở đây giả dụ và S2 chẳng hạn, bằng S cộng với X. Thì ở đây theo các em nó sẽ ra cái gì? Ở đây thì cần số lớp sẽ S2. Ở đây thì sẽ là 10 là trinh và x là 10 là số. Vậy thì cộng 2 cái cho nhau nó sẽ ra cái gì ở đây? Đây là S3. Đây đây là viết nhầm. Đây là S2. Đấy, thầy refresh. Thì các em sẽ thấy đây nó ra sẽ là 10, 10. Ở đây các em nhớ là khi chúng ta cộng trinh với một số thì nó sẽ ra là trinh. Như vậy đây là trinh 10 cộng với số 10 sẽ ra là 10, 10. Nhưng mà nếu mà thầy lại làm phép toán trừ thì sao? Giả dụ hiệu bằng uh, s trừ đi x thì theo các em nó sẽ ra kết quả như thế nào thì ở đây thầy các cần xuống lốc ra là hiệu đấy thì đây thầy refresh thì các em thấy đây hiệu lại bằng không như vậy đối với phép toán là chia nhân hay là ở đây nó tương tự các phép toán như là chia này phép nhân này phép trừ này thì ở đây trinh nó lại tự động nó con vớt về số và nó cộng trừ trừ cho nhau còn riêng phép cộng thì nó lại cộng trinh với lại trinh với nhau nó lại gấp chuối, còn phép trừ, phép nhân, phép chia Thì nó lại trở thành là số Để trừ số, các em lưu ý điều này Đấy Ngoài ra trong uh, Thằng uh, number này Nó có một cái uh, giá trị, đấy là giả dụ thầy Va N, hạn có một cái giá trị NAN NAN tức là một giá trị not a number Viết tắt của nó là not a number Tức là N lúc đây không phải là number nữa Là trinh Thầy giả dụ như bây giờ thầy Va và đúng không? Đây là S3. Thầy sẽ lấy S chia cho trinh ABC như vậy. Thì đây thầy cần số lốc ra S3. Ở đây thầy thấy x đi, lấy một số chia một trinh. X là 10 và thầy chia ra một trinh là ABC. Thì các mình dung là khi chúng ta chia một số cho một trinh thì không thể nào chia được. Như vậy thầy sẽ in ra S3 xem nó là kết quả như nào. Đấy. Thầy đây thầy có thể cộng thêm với một cái ký hiệu như này để dễ nhìn trên màn hình console thầy sẽ xóa hết đi. Ở đây các em thấy là in ra cho thầy là NaN -N, đúng chưa? Như vậy ở đây các em lấy một số chia một Trinh thì nó sẽ ra một cái gọi là not a number. Thì ở đây để check một cái số có phải là số hay không các em có thể dùng cái hàm như này. Đấy, is N a not NaN đấy. Hàm này trả về true for. và dụ va check. Thầy có thể check cái Trinh là S chẳng hạn. Đây thầy check S thì sẽ cần số lốc ra check Đấy. thì đây các em, thấy nó báo là full bởi vì ở đây s binet à, bin của thầy đây là binet đây nó là trinh là 10 như vậy is not a number là đây is not a number ở đây khi ở đây các em vào là trinh 10 ấy, thì ở đây các em hình dung là 10 thì nó sẽ là trinh nhưng mà khi chúng ta check is not number thì trinh này con vớt về số do vậy mà ở đây nó sẽ in ra cho em là phô đúng không theo chúng ta nghĩ nó là chu nhưng mà thực ra đấy là phô bởi vì tại sao bởi vì ở đây cái trinh 10 ấy thì nó lại con vớt thành số và cái hàm này nó sẽ tự động nó con vớt về số các okay, em và nó check à 10 đây Trình 10 này chính là số 10 như vậy ở đây là phô nhưng bây giờ nếu thay đổi ở đây thành một cái trinh abc chẳng hạn đấy thì abc không thể nào chúng ta con vớt về một số được thì thầy sẽ refresh lại cho các em thấy ở đây nó trả về chu như vậy ABC trình này nó không phải là number Ở đây các em nhớ là is a not a number Đó không phải là số Nhưng mà ở đây các em truyền vào trình 10 thì nó lại là chu À là là fall. Bởi vì trình 10 thì nó có thể convert về số được Như vậy nó sẽ là là số Nhưng mà ABC thì các em sẽ thấy nó chả về chu Bởi vì ABC không not a number mà Đấy như vậy ở đây các em hình dung đây là cái phủ định do vậy mà chúng ta dùng nó sẽ hơi khó hiểu một chút bởi vì is a not a number sẽ làm như vậy và ở đây các em chú ý là có một cái giá trị là NN Tương tự như vậy trong uh, JavaScript Có một cái giá trị nữa gọi là cái... Giả dụ nếu cái giá trị Của cái biến mà vượt ngoài cái giá trị có thể chứa được của cái biến Thì nó sẽ có một cái giá trị là Infinite Tiếp Infinity Thì giả dụ ở đây Thầy có thể là Va K là hạn bằng In Đây giá trị Infinity này Infinity này tức là cái giá trị này vượt ngoài khả năng chứa của cái biến số trong thằng JavaScript. Giả dụ khi các nhân chia cộng trừ chẳng hạn thì nó sẽ quá cái giới hạn của cái số. Thì ở đây thầy giả sử như là chúng ta làm một phép toán chia không, giả dụ va thương bằng 2 chia cho không. Thì kết quả chúng ta nhận được sẽ là infinity bởi vì ở đây giá trị nó vượt ngoài cái khả năng của nó. Thì ở đây thầy cần số lốc ra. Đúng không? Cần sơn chấm lốc thương đấy thầy sẽ cộng với cái biến thương này và bây giờ thầy refresh lại để cảm thấy như vậy Cảm thấy là infinity tức là giá trị nó vượt ra khỏi cái khả năng của cái biến đấy thì nó một infinity như vậy tương tự như vậy trong JavaScript chúng ta có thể dùng một số cái giả dụ như thế này chúng ta có thể dùng thay hợp để chúng ta check để xem cái loại của infinity là gì đúng không thay hợp của ấy. đây các em phải thể check của infinity đấy và chúng ta check thay hợp của n xem nó là gì. Thì các em thấy đây, thầy refet Các em thấy nó hai loại này đều là number thì các em thấy là hai đây là hai giá trị cho cái số. Ngoài ra các em thể tạo một số trong JavaScript bằng cách là va uh, number n đúng không? Và number. Đây chúng ta sẽ tạo một đối tượng new number như này. Đấy. Đối tượng chúng ta học bài học trước rồi, giả dụ new number bằng người. Và bây giờ giả dụ thầy va m bằng 10. Thì bây giờ thầy có thể ít thầy so sánh bằng dùng hai dấu bằng và m. Thì đây theo các em xin đoán thì nó sẽ là giống nhau bởi vì thầy so sánh về giá trị bởi vì bằng bằng đây so sánh giá trị thì 10 sẽ bằng 10. Đây là bằng nhau. Đấy. Nhưng bây giờ nếu thầy dùng ba dấu ba dấu bằng 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 tức là so sánh cả giá trị và cả kiểu dữ liệu của nó. Đấy. Thì theo các em nó sẽ nhảy vào đâu? Đây sẽ là bằng nhau và đây else khác nhau. Đấy. Thì bây giờ thầy sẽ refresh lại để các em thấy. Đây nó sẽ in ra bằng nhau đúng không? Đây là bằng nhau. Đấy. Đây, m number đây bằng bằng m. Thầy viết nhầm. Đây. Như vậy ở đây các em thấy in ra một cái là bằng nhau, một cái là khác nhau. Bởi vì ở đây chúng ta sử dụng là so sánh về giá trị m bằng n. Còn bên dưới này chúng ta so sánh bằng 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 tức là ba dấu bằng bài học trước thầy đã dạy các em rồi tức là khi chúng ta so sánh ba dấu bằng nó so sánh về mặt giá trị và nó so sánh cả về kiểu dữ liệu ở đây kiểu dữ liệu của thằng number này là một đối tượng còn thằng này là một number như vậy nó khác nhau do vậy nó sẽ không bằng nhau ở nhà chúng else này và bên trên nó bằng nhau bởi vì hai giá trị nó bằng nhau thì đấy là một số cái mà các em lưu ý ngoài ra, trong thằng javascript có một số cái hàm của số thì các em có thể lưu ý giả dụ các em có thể làm tròn số hay là có hàm mess ở đây sử dụng các em có thể lấy số pi chẳng hạn Đấy, nó giống như kiểu những cái ngôn ngữ khác thôi. Ở đây có hàm math, bây Ở đây sqrt tính căn bậc 2, tính sin, tính cốt Thì đây là những hàm trong JavaScript mà các em có thể sử dụng. Đấy. Giả dụng sqrt bằng 10 như này. Đấy. Và căn bậc 2 đúng không? Đấy, và đây có thể là và số pi. Như vậy các em thấy là trong uh, thằng JavaScript này nó cũng khá là nhiều hàm cho các em sử dụng. Ngoài ra ở đây thì các em có thể convert một cái string về một số, các em có thể dùng một số hàm như sau. Giả dụ các em có thể dùng, uh, giả dụ bây giờ thầy convert một string về số, cái uh, string g uh, chẳng hạn bằng pass in. thầy convert một string về một số in, pass in. Thầy để như này 10. Đấy. Cách 10, cách 10. Thì ở đây khi chúng ta convert này thì nó sẽ lấy ra trị đầu tiên tức là số 10. Thì thầy có thể cần lốc ra cái biến g này để các em thấy. g bằng đúng không? Cộng gì? Đấy. Thì cảm thấy gì đây bằng 10. Tương tự như vậy thì các em có thể convert. Giả dụ ở đây thầy sẽ convert một cái biến khác và l bằng Base float. Đấy thầy convert một string về float. Giả dụ ở đây thầy để là abc10.1. Đấy. Và bây giờ thầy cần sân log ra cái thằng biến l này để cảm thấy. l bằng đây cộng với l Đấy, như này. Thì các em thấy đây L bằng NAN nó là number bởi vì ABC không phải là number nhưng mà ở đây thầy đổi ngược lại vị trí cho nhau. Thầy cho ABC xuống cuối, thầy refresh lại. Thì đây các em thấy L cho bằng 10.1. Như vậy các em thấy dùng cái những cái hàm này để con vớt một trinh về số và các em thấy cũng trình nhân chia. Thì đây là một số hàm trong giao script. Ngoài ra một số hàm làm tròn như ở đây các em có thể là chấm round up chẳng hạn đây. Các em thấy có một hàm round tức làm hàm tròn. Và ở đây hàm cell tức là làm tròn lên cao là cũng như thầy để làm tròn là 3 3 2 đúng không và round up đây là sell up đấy, thầy cần xuân lốc ra như vậy các em thấy có nhiều cái hàm trong JavaScript này các em thể sử dụng và các em tìm ở đây các em thấy lên 4 bởi vì sell up tức là nó sẽ chuyển từ 3,2 lên 4 là lấy cao lên thì trong uh, trong JavaScript bài học hôm nay thầy hướng dẫn các em một số cái hàm cơ bản của cái thằng number cũng như một số loại kiểu dữ liệu của nó cách cộng trừ nhân chia một số hàm của cái thư viện math này các bạn có thể xem thêm rồi một số cách cách con vớt dữ liệu từ string number hay là cách so sánh các đối tượng hay là với số như nhau đấy thì vào bài học tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em một số thuộc tính của thằng date tức là thời gian trong giao script hẹn gặp lại các em